Rồi, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em. Đó, trước hạn ảnh màn hình anh em đây. Đó là một chiếc Phantom mình nhá. Phiên bản Honda Phantom. Dòng này thì nói chung nó có từ rất là lâu rồi. Nó sẽ có xa lạ với nhiều anh em nhá. Đó, chắc là lần đầu mình nhìn thấy. Phantom này là 200 phân khối anh em nhá. Hồi xưa nó về là nhập nguyên chiếc. Đó, chứ không có phải là tháo ráp bây giờ anh em nhá. Chính xác con này là về từ đăng ký lần đầu sản xuất luôn là 2004. Đó, 19 năm rồi nhé. Phiên bản 200. Đó, 200 thì chắc chắn là bị biển số A rồi anh em nhé. Đang được đăng ký biển thành phố 59 anh em nhé, 03526. Vào phần chi tiết một chút xíu nha anh em nhé. Cái dòng Phantom kể cả là 4 thì và 2 thì bánh đằng sau nó đều là bánh đúc hết nha anh em. Bánh đặc này, mâm đặc. Thì nói chung đi một thời gian qua sử dụng rồi, nước sơn nước xi thì nói chung là cũng phải bong chóc rồi nhá. Đó, Honda luôn nhá. Xe cực kỳ đẹp. Con này thì có lên thêm cho anh em hai cặp thùng. Đó, đựng đồ rất tiện nhá. Mưa gió đựng rất là thoải mái. Ghế tựa lưng này, đi ngồi người ngồi sau rất là tiện. Đó. Đằng trước cũng là liền lá thắng đĩa nha anh em. Đó, lốc bên đây cũng là Honda luôn. Đó, bây giờ mình chỉ test máy cho anh em thử sơ đã nhá. Đó, test máy này. Chìa khóa nó nằm ở đây này. Đó. Nói chung là cái dòng Honda thì máy của nó cực kỳ là êm anh em nhá. Đó, để mình tắt đi cho nó đỡ ồn nha. Máy móc thì nói chung là hoạt động tốt, còi đèn đề xi nhan thì không thiếu thứ gì đâu. Anh em nào mà có thiện chí với chiếc Phantom 4 thì này, đó thì anh em cứ để lại bình luận cho mình. Đó, sẽ có nhân viên báo giá có video đầy đủ gửi cho anh em tham khảo anh em nhé. Rồi, trước khi xuống video chúc anh em một ngày mới sức khỏe dồi dào nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.